Rồi, Thanh Toàn chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại xã An Thái Đông của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Để đồng quay ba cái toàn cưa hai cây dừa. Cây dừa này thì ở nhà có một bà lão 80 mấy tuổi cả nhà. Đợt đi ra đây mới cái đây vẫn từng lẽ đi ra đây thì vừa bước vào thì nguyên một quầy dừa nó rụng ngay chân chỗ bà lão ngồi luôn, nên chủ nhà thấy vậy sợ quá nên nhờ ba cái đồng xuống cưa luôn để đỡ nguy hiểm, rồi rụng nguyên quầy dừa khô xuống luôn đó cả nhà. Này thì ba cái đồng không có leo móng, leo truyền thống. Con cụ con chánh bay rồi, cu con bay rồi, có nãy đậu chứ. bay rồi nó bay rồi, cu con á, còn nó không ấy, cu con mới vừa giao ở nhà 6 cái à, cu con giao con bắt 8 con. Công nhận cái dừa này trái nó sai thiệt cả nhà, trái hết đều. Thường thì cây dừa thì bác có thằng sẽ lên cắt cái đầu trước thì dễ đứng. Cái bên dưới này cái là cái chỗ nuôi mấy vịt đó cả nhà, nó mới lùa ra ngoài đó hết rồi. Đó lộn vậy. Thank you.
cái đồng cục cho mấy cái quầy dừa xuống. Trước mắt là thấy 5 quầy rồi. Bên kia quầy nó 6 quầy. Cái quầy dừa khô. Cái này xó dây vô không được luôn. Phải bẻ bớt con trái mới xó dây vô được. Chứ đường của Toàn á thì đi đắp mua sầu riêng rồi nên là không có theo phụ với ba của Toàn nữa cái này. Nhà chú lại sáu mình con hai quầy dừa. Đây à, Toàn có nhờ chú nhà lại gỡ giùm hai cái quầy dừa. Kéo lên con à. Kéo mạnh lên con. Kéo xa đi. Ba cái Toàn tranh thủ lấy cái đầu dây kia lên cọc thêm mấy quầy dừa ở trên đó. Trong thời gian chú đang mở hai quầy dừa ở dưới. Cái dưới quê của Toàn giờ thì cây dừa tầm cái này là cao hơn xíu nữa là đốn hết rồi cả nhà. Không có cây dừa nào cao hơn nữa. Có một ít chất. Trời quá, trời đế nữa cục mày về quá. Chú bộ. Rồi đi. Cha. Ừ, thôi mình chắc. 14, 15 trái ăn hoài. Thank you.
Kêu mẹ nó đi không quên. Kêu mẹ nó đi đi. Kêu mẹ nó rồi. Kéo xích ra này luôn chứ. Kêu bay. Cả nhà xem cái quả dừa mới xuống nè. Đây chú nè. Quả dừa khích đeo nè cả nhà ơi. Quả dừa này có 7-8 hoài luôn á. Nó còn tiếp tục cột 2 hoài nữa. Đó là cái đó là một cái chuồng heo cũ á cả nhà. Giờ bỏ không có nuôi heo nữa. À, mấy cái chỗ mà xe gạch á là cái chuồng heo cũ. Còn một hoài hai hoài gì bên đó nữa cả nhà. Toàn không nhìn thấy rõ nữa tại vì ở dưới đất nó nhìn lên không có thấy rõ. Không biết giờ hiện tại chảnh còn mấy hoài nữa đây. Hình như là hai hoài nữa. Hai hoài tươi. Tám hoài tươi luôn nè. Tám hoài tươi, một hoài hai hoài khô. Ở trên cầu qua nào không ba? Còn hai hoài khô nữa. Là cây dừa này một chục hoài. Mình đang đóng rồi, đây còn hai hoài nữa nè. Dừa dữ, trái dữ thiệt. Như ba có đoàn cột cái quầy phô khô xuống luôn. Sẽ cắt trúng cái nhà bên đây nè. Ủa cái đó được gọi là cái nhà gì chú? Cái trại gà nọc hả? Trại gà đổ gà. Dạ, cái trại chỗ nuôi gà đổ gà. Bây giờ ba các bạn sợ gụng lên hư to hết. Còn ngoài bên đây thì không cần cột qua cả nhà. Ô nó khô cực kìa. Treo lại dục qua. Trời ơi.
Rồi giờ bà có toàn cột con dê lên cái đầu cây dừa và kéo ngã qua cái chuồng vịt phía này luôn. Dừa này trái quá mình mới leo lên thấy trái thôi, còn không có trái là nãy giờ cắt hạ nguyên cây xuống luôn rồi. Dép ngay giò ba luôn mà. Cái dừa này trên 100 trái. Qua từng dừa bởi vì nó nặng hết sức á. Mà cái này mà nó vậy nó không cũng. Chứ mà mình cắt vậy nó rớt vô từng gà gà nó thập to thì thôi thôi để nó khó lắm rồi chút chút. Nó nhỏ nó không hơi rột. Rồi anh chịu khó anh giò dọn tạo một củ ha. Dạ dạ không cho mình lấy nha. Đang trong hạ gốc nó xếp xuống. Dạ dạ. Rồi giờ đây thằng vô thằng thụ dọn mấy cái tàu với lại lót thêm một mớ tàu phía ngoài này nè cả nhà, để khi mà cái thân cây dừa nó ngã xuống á hồi mình cắt nó không bị trúng mấy cái cát ở bên dưới này nè. Này chú chủ nhà coi chặt mấy cái dừa cho ba có đồ uống nè. Hồi xưa là anh biết là thường nó hay đào móng nó xây lên móng bơm, giờ nó chơi chỗ này là khỏi cần xây móng như làm dữ luôn. Ờ nó muốn nó đắp 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 kè luôn. À, à cũng như ý làm cái đó là cũng như khỏi mà có khớp tha đó. Đúng rồi, dùng cái để nó lót mũi xuống cái đổ bê tông luôn, bơm bê tông luôn. Hồi xưa còn sóc chàm rất từ nhiều cực ha. Đúng rồi. Giờ chơi ba mà kêu kia ba mà từ 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 bắn á. Đúng rồi. Để giờ em đứng đá kìa. Khỏi đá. Cái này còn gì bằng mà mới vừa hái xuống uống rồi cả nhà. Là kêu là tải gốc. Mời bà con mình uống dừa nghe. Dừa xim xưa đó, ngọt lắm. Tột, hơi hết trái luôn. Oh, quá đã. Uống dừa mà nó nhảy mũi luôn kìa. Chặt đổ vô cái ca uống rồi nè cả nhà. Vậy là cắt cái thân dừa này cắt bỏ nha cả nhà.
Để chỗ nào có cây đinh á ba nhớ không? Lấy cái máy đỏ đi thôi. Để chỗ này có cây đinh nhớ không? Cây đinh. Đinh tắt 2. Giờ đổi cái máy khác cắt để dưỡng pin cái máy này hồi cưa cái cây bên kia. Bây giờ quên phải sạc cục pin kia đó. Cây dừa. Rồi, là ba các bạn cũng đã cưa xong cái cây dừa này cả nhà. Và video này cũng khá dài. Rồi cây dừa kia cũng cưa cũng khá là lâu nữa đó cả nhà. Nên là tổng thấy video này khá dài nên thôi, tổng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và xem hết video. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.